Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đang chữa một con xe Way S 110. Đấy, thì nó có một cái hiện tượng là khách hàng mang đến báo lại. Khi ga lên thì bình thường thôi. Thế nhưng mà trả ga về thì máy sẽ không hồi về ngay mà cứ rú lên. Đấy, một khoảng thời gian ngắn sau khi mình trả tay ga về đấy thì mới được. Đi rất là khó chịu và khách hàng đã đi chỉnh rồi nhé, nhưng mà chưa được và khách hàng mang đến để mình kiểm tra hộ. Đấy, thì trong quá trình mình kiểm tra đấy thì mình đầu tiên thì mình phát hiện ra là ốc gió thì đã được can thiệp vào và vặn chặt cứng lại. Đây cái ốc gió đây, anh em nhìn thấy cái vết vặn đồng vẫn còn sáng như thế này. Đấy, ốc gió vặn chặt cứng vào nhé, mình đã nới ra rồi nhưng không được. Đấy, và có khả năng là cũng là nghĩ là chế thôi, bởi vì khi mà ga lên thì hồi lại không hồi được. Đấy, cứ rú lên. Đây mình cũng nói đúng ra ấy, thì mình làm video này để mình hướng dẫn những anh em muốn học nghề này đấy, hoặc là đang học đấy, hoặc là anh em cũng làm rồi nhưng mà ít kinh nghiệm, anh em chưa va vấp thì anh em cũng xem và tham khảo nhé. Còn những anh em người ta làm lâu rồi thì những cái ban bệnh này có thể nói là bình thường thôi đấy, bởi vì anh em cứ căn cứ vào những cái nguyên lý thì anh em sẽ suy ra bệnh. Đây mình tiến hành mình làm lại để anh em nắm được nhé. Đấy, đang nổ máy như thế này. Đấy, bây giờ nhé, mình ga lên, anh em nhìn này, không bao giờ ga xuống luôn này. Đấy, thả tay này, xe vẫn nổ. Đấy, nếu mà để nhỏ ra một tí là chết. Đấy, ban đầu là mình để nhỏ ra còn chết, bởi vì làm sao, anh em đã vặn chặt cứng ốc gió này rồi. Đấy, nhiều khi là cứ tưởng là bị do chế. Đấy, thế nhưng mà anh em nhìn này, với những cái dòng chế mà Honda xịn sò như này thì cái xác suất do chế thì cũng ít thôi, đúng không ạ? Tất nhiên là mình không loại trừ do chế, bởi vì cũng có trường hợp là do chế thật. Đấy, nhưng mà với con này thì mình cũng thông tin luôn là không phải do chế bỏ khí nhé. Đấy, thì mình cũng nói lại là khách hàng mang đến là cái hiện tượng như vậy và ốc gió đã được vặn chặt cứng lại. Đấy, và cái ốc chỉnh ra đăng ti này là phải vặn sâu vào trong đấy mới có ra đăng ti. Đấy, thì trong quá trình mình kiểm tra thì mình đã chỉnh ốc gió này ra đúng chuẩn luôn. Thì với cái ốc gió này nhá, bình thường thì anh em thấy một cái chế mới cứng đấy Honda bán cho mình đấy, hoặc là chế Thái chẳng hạn, thì anh em thấy là gì, nhà sản xuất vặn kịch vào và vặn ra đúng một vòng rưỡi luôn. Đấy là một cái chế tiêu chuẩn, không có khuyết tật gì nhé. Thì đây mình lại ga lại một lần nữa để anh em thấy được là cái bệnh của nó này. Đấy, thả tay ra thì một hồi nhé. Đấy, bây giờ là mình vặn ốc gió ra rồi. Đấy, đúng vòng rưỡi rồi thì nó mới còn được như thế nhé. Còn nếu mà mình tái tạo lại đúng cái ban bệnh như ban đầu thì anh em thấy nó còn rồ lên. Đấy, một lúc đấy, sau nó mới xuống tay ga. Đấy, không xuống ngay, đi cực kỳ khó chịu luôn. Đấy, thì với cái ban bệnh này thì ở đâu, thì nhiều khi ấy, thì anh em để ý cho mình, bởi vì trong thực tế thì mình đã gặp và đã từng xảy ra rồi. Đây thì đầu tiên thì với cái dòng trước đây thì mình gặp nhé, là ở cái dòng SOM hoặc dòng Sirius thì mình đã gặp là như thế này này, bị chính là bị ở cái khu vực bộ van lưỡi gà này đấy, bộ chuyển đổi xúc tác khí thải đấy nhé. Đấy, thì nó bị kém ở trong này đấy, cho nên là nó bị xảy ra cái hiện tượng như vậy. Vậy thì nếu mà anh em mà muốn kiểm tra xem nó có tại ở cái bộ xúc tác van lưỡi gà này đấy, xúc tác khí thải này không, thì rất đơn giản thôi, anh em ga to lên cho mình, anh em rút ra đấy, xong anh em ấn tay vào đây như cho mình, mà xe nổ bình thường nhé, xe nổ bình thường đấy, anh em ga lên xe nổ bình thường tốt thì mình kết luận là gì, một là do cái đường ống này bị thủng vỡ đâu đó, hai là do cái hệ thống van lưỡi gà này, cái màng cao su này ở trên cái van này nữa nó bị kém nhá. Đấy, thì anh em có hướng anh em giải quyết đúng không ạ? Đấy, và bởi vì trong thực tế thì mình cũng đã bị gặp rồi đấy, nhưng xe này thì không phải, xe này không phải. Đây thì mình lại quay lại để anh em thấy này. Đấy, mình quay lại nhé. Đấy, bây giờ là mình còn phải để ốc nới gió ra rồi để cho nó qua nổ máy. Đấy, còn lúc đầu là chặt cứng luôn, không để nổ ra đăng ti được cơ. Đấy, mà để nổ ra đăng ti được là nó hòa ga luôn đấy, và thả tay ga ra không thể xuống được nhé. Đấy, thì đây, một là trường hợp là ở cái vị trí vừa rồi như mình nói đúng không ạ, hai là anh em kiểm tra cho mình các đường
cổ hút xem là có bị gioăng, có bị rách không nhé. Các đường cổ hút này gioăng có bị rách không, xem nó có bị rách không, mà khi ta thả tay ga xuống nó lại vẫn hòa ga như vậy. Đấy, các đường gioăng này anh em kiểm tra kỹ cho mình này. Hai là đây này, hôm nay thì mình thì tìm ra bệnh rồi. Đấy, và mình thấy cũng bệnh này cũng nói chung là cũng nên quay lại để những anh em chưa nắm được thì anh em tham khảo thôi. Đấy, anh em thấy nó nổ máy không được tốt đâu. Đây chính là cái nguyên nhân của cái bệnh này. Đây anh em này, đây này, anh em thấy mình siết vào chưa? Đây nhá, mình siết vào này, mình thấy, anh em thấy nổ máy khác không? Anh em nghe tiếng máy nổ đã khác chưa? Là mình nhả ra này. Vậy thì mình kết luận là gì? Con xe này bị lọt khí vào cổ hút đúng không ạ? Lọt khí vào cổ hút, đấy, gây nhạt hòa khí đúng không ạ? Mình siết chặt vào này. Đấy, vậy thì với cái xe này thì mình cũng không biết là vì lý do gì mà một bên ốc này lại bị lỏng nhá. Đấy. Đấy, vậy thì mình chỉ siết ốc vào thì anh em thấy nó đã khác ngay đúng không ạ? Anh em nghe thấy tiếng nổ khác chưa? Đấy, chỉ vì một con ốc này mà nói thật là khách hàng đi cũng rất là vất vả trong quá trình vừa rồi. Đấy, và đĩa chỉnh chế rồi nhưng không được và cứ tưởng là treo vào khí thì cũng mang đến cho mình kiểm tra và mình cũng đã tìm ra bệnh luôn. Đấy, thì mình thấy cái ban này thì cũng nên quay lại để giúp anh em chưa nắm được. Đấy, hoặc anh em muốn học nghề để anh em xem và anh em tham khảo nhé. Đấy, thì anh em nhớ là gì? Khi mà xảy ra cái hiện tượng như vậy, ga mà trả tay ga về không xuống ngay thì nó gồm những cái nguyên nhân ở đâu? Đấy, thì một là do hở các đường ống cổ hút đúng không ạ, do ốc lỏng này, trường hợp này là chỉ là ốc lỏng thôi. Đấy, hai là gioăng nó bị kém. Đấy, anh em nhìn thấy có những cái xe đấy mà cái cổ hút như này mà nó bị khói đen ra đấy nhá, khói đen nó thở ra đấy thì anh em cũng nên kiểm tra đúng không ạ. Đấy, rồi tất cả các đường gioăng ở chỗ giữa giáp chế hòa khí với cổ hút này, giữa cổ hút với lại phần quy lát như này nhá. Đấy, rồi phần bộ van lưỡi ga, bộ đây đường ống này. Đấy, rồi bộ van xúc tác khí thả này, xem có vấn đề gì không. Đấy, anh em kiểm tra bằng cách như vừa rồi mình hướng dẫn nhé. Rồi là hai là đây mình nới, là xe giờ thì nổ tuyệt vời luôn. Đấy, đấy, nới rất nhỏ ra không chết. Đấy, và nổ thì gì, rất là tròn tiếng đúng không ạ. Đấy, chỉ vì một cái con ốc nó gây ra cái hiện tượng hở cổ hút cho tôi mà nó nổ rất là khó chịu. Đấy, đi cũng khó chịu mà nổ thì không tròn tiếng, rất là như là chế hỏng thôi. Đấy. Vậy thì anh em khi mà kiểm tra cho mình tất cả những cái liên quan như vậy mà không được thì cuối cùng thì anh em mới kết luận là có thể do chế hỏa khí. Thì anh em đặt một cái chế hỏa khí khác vào, đấy mà ga lên xuống ngay thì mới là chế hỏa khí nhé. Đấy, còn không thì anh em phải kiểm tra cho mình từng bước một như vậy. Đúng không? Mình cũng chưa kết luận là do chế hỏa khí ngay. Và đấy, xe này thì mình nhìn tổng quan thì mình nghĩ rồi, cái chế hòa khí xe Honda này thì cũng ít khi bị lắm đúng không ạ, với những cái dòng xe nó còn đẹp như thế này thì chỉ vì một con ốc thôi mà nó bị. Đấy, thì mình cũng chia sẻ lại những anh em xem. Đấy, anh em chưa nắm được thì anh em xem và anh em cũng tham khảo về cái bệnh nó xảy ra với cái hiện tượng là như vậy nhá. Thế thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.